Ôi, Thái Dương không học cả nhà ơi. Cả nhà nhìn lên cái màn hình, cả nhà sẽ thấy được cái trái ổi Thái Vương nha cả nhà. Ổi Thái Vương nha cả nhà, cái lớn cái nhỏ em Linh đều có hết. Cái nhỏ xíu xíu nè. Em bán 150. No, thôi cái nhỏ xíu xíu này em để khách coi như đi. Em coi coi. Nha, 1.2 rồi nha cả nhà. Cưng không? Quá cưng luôn, 1.2 nha cả nhà. Có bông rồi nè. 1.2 cũng có giá 1.2 lắm nha, có bông rồi nè cả nhà. Ngắt cái đầu đi cho nó khỏe mạnh. Có bông rồi. 1.2 cũng có bông nha cả nhà. Có một cây thôi cả nhà ơi. Nè, có bông rồi, nhìn thấy không? Không nè, mình ngắt cái đầu chính giữa đó. Cho nó đậu trái mạnh nè. Đó. Nó có bông rồi nè. Có trơn bông rồi đó cả nhà. Ổi mùa này bắt đầu có bông nha. Để lông ruby nè. Ô, thằng này gì đây? Thằng này là Thái Dương luôn, ngắt đọt luôn, có bông quá trời bông cả nhà thấy không? Bông sum xê. Đại Long Ruby này em cũng ngắt đọt luôn nha cả nhà. Ngắt cho nó khỏe mạnh chứ không gì trơn á. Ví dụ mới đậu đậu trái dưới á, chứ mình đừng để đậu trái trên nha. Nó yếu hết cây á, tại trái cũng ra cũng nặng lắm, bự lắm. Nha nha, không ngắt đọt, ngắt đọt. Ngắt đọt nha, ngắt đọt nha. Mùa này cả nhà rảnh rảnh ra phía cây á. Thấy mình cắt tỉa mình ngắt đọt nè. Ví dụ nè, cái bông giữa nè, ngắt đọt giữa nè. Mùa này cả nhà nhớ là cho phân bông nha. Em có bán phân bông 10, 52-10 cho mận á. Một lát nữa em sẽ giới thiệu cho cả nhà nha. Đây nè. Đây nè ơi. Wow, Thái Dương của em. Em có một cây 120 thôi. Những cái kia thì giá nó sẽ khác nha cả nhà. Tùy theo giữa. Nó lớn lên. Nó xum xuê hơn nữa nha cả nhà. Xum xuê hơn nữa nha. Đó, nhà thấy không? Mà mấy cây này từ từ em sẽ sang cái chậu cho nó à, tại nó bự quá, gốc nó bự, em sang chậu 15 cho nó để nó được xum xê như mấy đứa này. Giờ bữa nó là bắt đầu là nắng ấm lên, bắt đầu mọc lá cho mà coi. Đây em làm cái lá này chưa người ta nhìn. Quay qua đây em gì đây? Em táo thái cả nhà ơi. Táo thái của em đi cả nhà. Cây này nè. Táo thái của em bán là cây chiếc nha cả nhà. Cả nhà có ăn táo thái của em Linh rồi cả nhà sẽ biết. Cây này cây chiếc ha. Cao từ 3,5 feet tới 4 feet. Gốc này cả nhà. Nó to bằng cái ngón tay chỏ, thật lớn hơn cái ngón tay chỏ nha. Cái nhà cây chiếc, khi mình mua táo nha, mình mua cây chiếc là tốt nhất nha cả nhà. Tại vì á, khi mà cây chiếc á, nó mọc bất cứ gì á, nó cũng lên là cái táo thái của mình. Mà cả nhà mua cây ghép á, nó xíu à, rồi cái nó ghép có tí này vô á, cái ghép táo rừng lúc nào cũng mạnh hơn cái táo thái, nó đẩy cái táo thái lên là mình sẽ bị mất cái cây táo thái nha. Rồi mình trồng, cuối cùng mình trồng cái táo rừng. Cái nhà đi ngang đường mà để ý á, khi mà có những cây táo á, trái nó như cái đó là táo rừng đó cả nhà. Là người ta trồng táo thái nhưng mà nó đẩy lên á, cuối cùng bị táo rừng đó cả nhà. Đó, cây này thì em để 200 nè, còn qua như vậy là 250 nha cả nhà. Nhà thấy cái cây 250 nó lại bự gấp mấy lần cái cây 200. Cả nhà thấy không? Nó bự bằng ngón tay cái luôn nè. Cả nhà thấy không? Nó xum xuê luôn nè. Cả nhà thấy không? Quá trời nó gốc rồi. Gốc của nó nè cả nhà. Nè. Bự hơn cái ngón tay cái, có phải là bằng cái ngón chân cái không? Cái này bự bằng ngón chân cái luôn rồi đó. Cả nhà thấy không? Nè, đó. Quá trời luôn. Vườn em Linh bán là phải khỏe đẹp mà to. Tiền thì vừa túi tiền nha cả nhà. Cả nhà có thể shop around và phải đúng giống như giống vườn của em nha. Còn mấy cây bự này là khác này cả nhà. Quá trời luôn hồi bữa đó. Mùa đông á, em tập em trend ở ngoài mùa đông luôn, em không cho trong greenhouse đâu cả nhà. Cho nên có những cây yếu nó chết rồi. Còn những cây này khỏe mạnh vượt qua mùa đông hết rồi cả nhà thấy không? Bây giờ nó mọc lên là vài bữa nó mập thù lù luôn. Tại vì lá nó ra mập thù lù mình á, đậu bông cho cả nhà xem. Cưng lắm. Góc nào mấy bự chà bá luôn nè. Cưng không? Cưng gì mà dữ vậy nè. Ô bằng cái này bằng nửa cầm tay em đó. Nó có thái bự vậy nè. Trời ơi cái này bằng cầm tay em luôn rồi. Quá trời quá đất nè. Mạnh không? Trời ơi lên tụt mà tụt mạnh mạnh bự bự không à. Thấy không cả nhà? Cưng chưa? Cứ thế nào cưng giống vậy không? Cưng quá thì cưng luôn, chọn cái tay qua hết nè. Ôi em ơi, mấy em đẹp quá em ơi. Làm chị mê mấy em quá đi. Quanh đây. Em mới bán một đợt hàng Thái Ruby cả nhà. Quá trời quá đất luôn vậy đó. Giờ Thái Ruby em nó thưa luôn rồi đó. Thái Ruby. Thái Ruby. Nè. Cây này cao khoảng 4,5 feet hơn nè. Nó ngay tới con mắt của em luôn nè. Cả nhà thấy không? Cây chiếc nha cả nhà. Cây chiếc nè. Có bông hết rồi cả nhà ơi, bông xum xê nha cả nhà. Nè, Thái Ruby nha cả nhà. Xum xê. Đứa nào nói tươi xanh như nào canh luôn. Khi mà nó ra đọt gì nè. Cả nhà nhớ ngắt đọt hết nha. Đang cho nó dưỡng cái bông á, dưỡng cây á. Chứ nó để cái đọt hoài nó không có dưỡng nha cả nhà. Em rảnh em đứng chế đứa nào là ngắt cái đứa đó ra. Nhiều khi làm cái mình quên đó cả nhà. Lu bu cái mình quên á. Wow, em này mặc thù lâu rồi nè. Góc này to lắm rồi nha. Tương em này lắm á. Thương không mà chưa ngắt đọt em này nè. Chưa có thời gian nè, đụng tới em này. Em ngắt đọt nha cả nhà. Ngắt đọt nha. Quá trời quá đất rồi cả nhà ơi. Thương quá. Quá đồng đèn nở rộ nha cả nhà. Gốc bonsai không à, gốc to không à cả nhà ơi. Đồng đèn nhà em đã ra xum xê rồi cả nhà. Tưng lắm cả nhà. Hoa đồng đèn nha. Đồng đèn cả nhà ơi. Ra mà không chịu nổi luôn á. Quá trời hoa đồng đèn của em rồi.
lúc nào bắt lấy bự lắm cả nhà, bự lắm luôn. Bắp on nè, xum xuê. Bắp on nè, nó kiểu bông xum xuê cả nhà, thích luôn. Nhìn xa xa thôi à, nhìn em đẹp dễ sợ luôn. Nó lồng đèn như cả nhà, lồng đèn cả nhà ơi. Mùa này cả nhà, cầu hoa hậu của em quá trời xum xuê luôn. Góc này nó to, giả mai luôn. Em mặc lá đó, nhỏ ra bông, chúng ta lá xum xuê mùa này. Mở công được cả nhà. Bông quá trời bông luôn. Bông ơi là bông luôn. Nhớ vừa mà thấy mấy cái con mà đen đen á, đậu lên á, cả nhà nhớ là nhiệt á. Bông từng cm nha cả nhà. Cứng lắm. Thấy bông ra là mình vui ơi là vui nè. Cái này gì đây? Này như thái xanh. Bông chi chít, mảnh cầu này của em bông chi chít. Ai cũng vậy hết á. Có ai cũng vậy hết. Này định quán gì nè. Này định quán nè. Này định quán ăn ok rồi cả nhà. Xoài em có trái to nè cả nhà ơi. Những trái thấy thương không? Em lưu ý cả nhà nha. Nhà thấy không? Còn nhiệt quá. Khi mà buổi sáng á sương nó xuống cả nhà, cái bông xoài nó mới ra đó cả nhà, tưới nước sơ cho nó ra đi, thì tưới nước trên trên thân trên bông để nó rửa cái nước sương muối đi thì nó mới đậu trái nhiều nha. Em thì khi mà em ra vườn là nó đã trời nó đã nắng lên rồi, cho nên là em sẽ khi mà đợt bông tới em sẽ tưới lên, sáng em tưới lên bông á, rửa cái muối sương á thì cái xoài mình sẽ đậu trái nhiều hơn nha cả nhà. Còn mình không tưới lấy lên á thì trái nó đậu ít hơn, chỉ có vậy thôi. Mùa tới em sẽ cho trái đậu nhiều hơn, nó chuẩn bị nó sẽ ra nữa cả nhà ơi. Một cây thì nó ra vài trái, nhưng mà nếu mình làm nhiều á thì một cây nó ra nhiều trái lắm cả nhà. Ví dụ cây này nè, mấy trái rồi nè. Mấy trái luôn, trái sao nó không gặp cái gì. Nó bị gì vậy? Đây nè, cây này thấy cái này không? Cây này trái nhiều. Cái này xoài thái xanh nè. Cây này trái nhiều nè, chắc cây này được tưới xương quá trời luôn á. Để mai em tưới cái phần bông bên đây nữa. Là đậu trái nè, thấy đậu quá trời luôn. Mình xoài thái xanh đó cả nhà. Ăn sấm ngọt, ăn chín ngọt luôn á. Thấy không? Xoài cả nhà ơi. Xoài cái lớn cái nhỏ đều có hết kìa. Wow. Cái cây này mới đã nè cả nhà. Ồ mà trời bông luôn. Ồ bông này nè. Bông này sao chưa nói em đây. Trời tội nghiệp quá. Bông quá trời bông cả nhà ơi. Ủa mà bậy bạ trái chứ quên. Trời mà nó bông. Trái cả nhà đậu mình dưới lên trên. Như vậy mới được chứ, như vậy chị mới thương chứ. Cả nhà xem mảnh cầu Ebichu của em nè. Em cắt tỉa đó. Lúc nào phải cắt tỉa nha. Bông đầu quá trời luôn. Cắt tỉa rồi mình hút lá đó cho nó ra bông. Để mà mình đẹp, tức là mình cũng phải cắt ngắn xuống tạo tán cho nó đẹp thì trái mới to, bông mới nhiều, trái nó mới to nha cả nhà. Ra vườn là cứ cái sâu là mình ngắt nha cả nhà, mình diệt sâu. Thấy không? Cây nào cây lấy ha. Tươi tốt, bông thì bông mà chùm. Cái này nó bị chiều rồi, thế mình quay á không có được rõ không á. Bông dữ lắm, bông chưa chích luôn á. Để em ra ngoài sáng được coi. Tại giờ này cũng chiều lắm rồi cả nhà. Yeah, thấy không? Bông chi chít nè, cái này út hai nè. Mình thấy cái đen đen nè, mình ngắt bỏ nha cả nhà. Dĩ nhiên mình sẽ có, vườn nào cũng có. Con này đen nè cả nhà thấy không? Cưng không? Mấy cây út hai của em đều là gì không nè? Đẹp chuẩn luôn nha cả nhà. Chuẩn luôn á. Em kéo tàn em cắt, em kéo tàn em chỉnh tàn là hết rồi. Cây á, mấy tháng nữa là sẽ đẹp lung linh luôn á. Thương quá cả nhà ơi. Thấy không? Bông chi chít thứ hai. Bông vậy nè. Bông vậy không á. Để em lớn lớn mình chấm bông cho em nha. Em có cái đồ chấm bông á, khách nào muốn thì em sẽ chia sẻ. Để một lát em về em cho cả nhà xem cái đồ chấm bông của em nha, tiện lợi chấm là nó tròn vo luôn. Em này là xanh đôi nè. Xong kiếp hợp đi nè, xong kiếp hợp bích nha cả nha. Xong kiếp hợp này nè, cưng không? Quả cưng luôn. Còn nhìn nữa thì một cấp lên thì gọi là cấp lên là cái tán gì đủ hết á cả nhà, muốn kiểu nào cũng có. Em Linh là ưa chuộng cái đẹp. Ngon mà phải đẹp đó chứ, phải không? Giống như người đẹp đó, phải đẹp từ trong ngoài ngoài nó chứ cả nhà. Em nói giỡn thôi nha. Mẹ cái này không? Trời ơi. Mừng quá cả nhà ơi, vải á, suýt hót á. Của em đậu trái quá trời nè cả nhà. Thường thường mấy cây nhỏ nhất cái đậu trái đó. Nhưng mà bây giờ đậu trái nè nhỉ. Nở bông rồi đậu trái nè. Trái quá trời trái luôn cả nhà ơi. Mẹ quá trời trái luôn. Nhưng mà không biết là nó đậu rồi, nó có rụng không, nhưng mà bông nó nở nó đậu dữ lắm cả nhà. Quá trời trái rồi. Để em coi chút nữa nha. Nè cả nhà thấy không? Nè, bông nó nở rồi có trái nè. Quá trời vậy ta. Nè, nó nằm. Nó cái bông nó nở rồi, cái trên bông nó có trái. Wow. Chấn động. Thấy đậu trái mừng muốn chết. Mà đa số thường vải là nhỏ vậy thì đậu trái rụng thôi. Nhưng mà của em á bông rồi rụng thôi, nhưng mà của em có trái nha cả nhà. Trái chi chít luôn cả nhà ơi. Chết rồi. Chấn động, vải nha. Vườn em Minh đậu trái nha cả nhà.
trái quá trời luôn á. Cảm ơn mấy em đã đậu trái cho chị nha. Ngoại suốt hết nha cả nhà, trái quá trời rồi. Nó đậu bông, thường thường có những cái loại đó, nó đậu bông mà nó không có đậu trái. Nhưng mà nhà thấy không, nó đậu trái luôn nè. Cái bông của nó nở ra đó. Xong rồi, cái bông nó nở ra. Xong trên cái bông nó có hai cái trái. Cưng quá. Trong cái bông nó có trái nè cả nhà. Trời ơi sao chịu nổi. Ôi ơi mừng quá đây. Vài bữa đó nó sẽ đổ rực lên cây luôn cả nhà ơi. Ấm em cuộc đời, ấm em cuộc đời cả nhà ơi, thương quá. Thương làm sao chịu nổi đây. Dạ dạ dạ. Cảm ơn mấy em vải của chị nha. Ráng đậu cho chị nhiều nhiều như không. Quá trời đậu luôn. Đậu trái quá trời cưng quá. Wow wow wow. Sweet hết vườn em lên đậu trái nha cả nhà ơi. Trái xinh xinh luôn á. Em quên nói cô chú anh chị và các bạn là cô chú anh chị các bạn coi cái màn hình cái trái mận hồng Sóc Trăng á, thì trái này nó to như cái chén nha. Nó ngọt á hả? Nó ngọt liệm luôn á cả nhà. Thì giống ngon, giống mới giống ngon nên cô chú anh chị đang săn lùng. Cho nên là em đã về hàng vẽ cho cô chú anh chị ăn rồi nha. Trồng cây là niềm vui, là cái liều thuốc cho tinh thần nha cả nhà. Đối với em là như vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ, có một cái enjoy khác nhau. Đối với em là em rất thích trồng cây, rồi nuôi gà để lấy trứng, nuôi chó để cho chó nghỉ giường. Bây giờ chỉ có gia đình mình thôi cả nhà, làm ăn với gia đình là trên hết cả nhà ha. Mình có những cái giải trí lành mạnh thì cuộc sống mình sẽ lành mạnh hơn hết cả nhà. Sóc Trăng của em cả nhà ơi, lại một rừng Sóc Trăng này lựa thoải mái nha cả nhà, lựa thỏa thích nha cả nhà. Sóc Trăng, Sóc Trăng vườn em Linh, Sóc Trăng, Sóc Trăng vườn em Linh, quá trời đất rồi, mấy trăm cây cả nhà ơi, lại lựa nha cả nhà ơi. Ơi em hóa hai cây nhãn hột tiêu rất là bự luôn cả nhà. Nhãn hột tiêu nha cả nhà, gốc nè, bự hơn cái cổ tay của em luôn á. Cái này chắc bạn cầm chân á nha cả nhà, hai cây đều bằng cái cầm chân nha cả nhà, bạn cầm chân chứ không bằng cổ tay đâu cả nha. Cây đẹp lắm, cây đậu trái hết rồi nha cả nhà. Nhãn hạt tiêu đã đậu trái hết rồi nha cả nhà, đậu trái xum xê luôn, không phải là bông mà là đậu trái nha. 6-7 feet đó cả nhà, tàn tán đẹp lắm cả nhà ơi, tàn tán rất là đẹp nha cả nhà, cưng lắm cả nhà ơi. Nhãn hột tiêu nha cả nhà, nhãn hột tiêu đó cả nhà ơi, cưng quá cả nhà, thương quá. Wow, quá trời cưng luôn nè. Hột tiêu nha cả nhà, cây to khủng mà đẹp luôn, giá cũng đẹp chuẩn luôn á. Em Linh này đẹp chuẩn nè. Thank you cả nhà nhiều nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video sau.